Dạ vâng, xin chào mọi người. Cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài Visual Studio, setup Visual Studio để lập trình cho Arduino mà theo kiểu là đơn giản nhất. Ở đây là nó sẽ có thể lập trình cho rất là nhiều như các cái bo nhúng, những chip nhúng quy điều khiển, ví dụ Arduino hay là STM32 hay là FB32, FB8266 gì đó là đều được hết. Bây giờ đầu tiên các bạn mở Visual Studio lên. Thì tất nhiên các bạn phải cài Visual Studio trước rồi ha. Đây là mình đã có làm video hướng dẫn các bạn tải và cài Visual Studio rồi, các bạn xem lại video đó để biết cách tải và cài. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần extension nè. Các bạn tải cái cài cái platform platform.io. Đây các bạn gõ platform.io, mình sẽ sử dụng cái extension này. Đây là một cái IDE. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn code lập trình. Đây nè các bạn thấy nè. Nó sẽ code cho các con chip là Atmega. Các bạn bấm vô intro cái nha. Bấm vô intro để cài đặt nó. Rồi AVG nè, FB32, FB8266, rồi bit nè, mấy con bit, rồi ATM32, ATM8. Rất là nhiều các bạn, rất là nhiều luôn. Rồi framework thì nó hỗ trợ framework cũng rất là nhiều ha. Này rất là hay rồi, trước giờ mình code cái này không. Rồi bây giờ các bạn bấm vô, các bạn đợi nó cài nha. Bạn đợi cho nó cài cũng khá là lâu, cái này nó cần mạng nữa các bạn. Phải có mạng nữa nha. Bạn đợi cho nó cài ha. Đây các bạn. Các bạn thấy nó có hỏi, các bạn bấm vô cái chuông này nè. Các bạn thấy là nó có hỏi là nó dựng đây hoài nè, nó hỏi là có cài Python 3 không. Các bạn bấm vô. Bấm vô intro cho nó cài luôn á mà. Đấy. Ủa sao bấm vô intro nó không cài ta? Không thể. Không được thầy. Để mình xem coi nó có vấn đề gì. Rồi các bạn tắt, các bạn mở lại thử xem. Rồi mình đợi nó mở lại ha, khởi động lại cái. Đợi nó load lại cái platform IO của mình cái đã. Rồi sau khi mà nó load xong, nó kêu là reload lại, tải lại á, tải lại thì mình bấm vô reload nè. Sau khi mà nó cài xong á, nè phía này nè, reload lại. Rồi các bạn đợi cho nó khởi động cái platform.io. Những cái lần khởi động đầu này thì sẽ nó hơi gọi là mất thời gian tí nè. Các bạn thấy nó khởi động được platform.io nè các bạn không? Giờ mình thử mình tắt tắt lại, mình mở lại Visual Studio lại ha. Những cái lần khởi động đầu thì thường hơi mất thời gian mà. Các bạn đợi tí nha. Đây, bạn thấy platform.io không? Mình nhớ lần này là nhớ là nó khởi động là nó sẽ mở luôn cái phần home mà ta. Không, các bạn bấm vô đây nè. Bạn thấy bio home không? Các bạn bấm vô open để nó sẽ mở cái platform.io mà chặn home của platform.io á. Các bạn cái steam tactic này bỏ luôn. Rồi những cái lần đầu này thì hơi lâu tí nha. Chờ. Ok. Okay, đây chính là cái trang chính của platform.io các bạn. Đây là trang home của nó. Rồi ok. Giờ mình sẽ xem có gì ha. Đây new project. Rồi thêm cái project từ Arduino, rồi mở một project đã có, rồi project ví dụ. Rồi đây là project của mình, các project của mình đó mà. Rồi đây là thư viện, các thư viện mình có thể thêm đây. Quên vấn đề thêm thư viện, mình sẽ làm hai video riêng, đó là thêm thư viện có sẵn ở trong đây và thêm thư viện bên ngoài vào. Rồi đây là mình cũng có thể mình search được các cái bo của nó. Này có rất là nhiều bo mà, ví dụ như có ở cái Uno kìa. Đây nè, Arduino Uno nè, ví dụ vậy. FB 32 hay ba FB 32. Rồi cái này là device, là kết nối mà cái cổng cơm. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái project mới nha, xong cho các bạn làm quen. New project. Rồi nó sẽ ra một cái hộp thoại, đầu tiên là đặt tên, ví dụ mình đặt tên là test. Test 1. Ở đây là không có tiếng Việt nha. Không dùng tiếng Việt. Rồi bo. Nó có rất là nhiều bo này các bạn không? Có rất nhiều bo, ví dụ giờ mình gõ là Uno đi. Dùng bo Uno quen không? Bo Uno nào, Uno nào, ví dụ như giờ của bạn là Mega
2560 như thế này. Nè, Mega 2560 nè các bạn. Ờ, của mình là gọi là Uno đi. Đây, bấm vô. Rồi, cái này là cái framework này, chọn framework gì. Rồi, cái đây mình sẽ dùng Uno ha. Rồi, đây là chọn địa chỉ. Nếu như mà các bạn tích vô đây thì nó sẽ sử dụng địa chỉ mặc định. Địa chỉ mặc định có tiền lắm mà. Mình chọn địa chỉ của mình, ví dụ mình lưu chỗ D, Uno, lưu đây đi. Rồi, sau khi mình chọn địa chỉ xong rồi, địa chỉ lưu xong rồi, mình nhấn Finish. Rồi, bắt đầu nó tạo ha. Cái lần đầu này tạo hơi lâu nha. Đây, các bạn sẽ thấy có những cái nè. Mình sẽ giải thích. Đây là cái thư viện nó sẽ nằm ở trong đây. Rồi đây là cái chương trình chính nằm ở trong cái SCR này. Còn đây là cái để mà kết nối cấu hình á. Rồi, platform.id là để cấu hình, platform.id để cấu hình. Rồi kéo qua đây. À, bên đây là build upload. À, nó giới thiệu cho mình đó mà. Rồi ở bên đây là cái phần platform.id.id upload bot. Upload bot 1 hoặc là 3. Đây là cơm. À, một bọt, còn đây là một cái chọn là cơm 1 hoặc là cơm 3, còn đây là một cái cơm cố định. À, tí nữa mình sẽ nói vấn đề này. Các bạn chờ nó tí nha, cái lần đầu thì nó hơi lâu. Rồi sau khi mà nó đã tạo xong á, sẽ hỏi cái hộp thoại nè. Giờ mình nhấn vô set là sẽ tạo ra cho mình. Đây các bạn, đây là cái test 1 nè, mình cái test mình vừa mới tạo nè. Thì ở trong đây các bạn thấy nó tạo ra rất nhiều cái, rất là nhiều thứ nè các bạn không. À đấy, thì rồi bây giờ các bạn bình tĩnh nghe, được có gói không có gì hết. Đây, các bạn vô cái phần mà cái trên nơi mà các bạn lưu á, nơi mà các bạn lưu nãy mà lưu đây nè, Auno nè. Đây test 1 mình, các bạn mở ra thử. Đây thì những cái folder ở trong đây nè, thì nó giống như là ở folder hôm nay nè, không khác gì cả. Rồi đầu tiên mình sẽ nói về cái SCR. SCR đây chính là cái chương trình chính của mình, main.ccp. À thì nó giống như là cái Auno của mình thôi, giống như cái Auno của mình, không khác gì cả. Giờ mình mở thử cái Auno lên cho các bạn xem thử nha. À, đây các bạn, thì ở trong Visual Studio á, các bạn phải thêm một cái thư viện tất cả các project. Thì về Auno các bạn phải thêm cái thư viện là Auno.h vô thì nó mới chạy được nha. Rồi đây mình sẽ mở một cái ví dụ đơn giản. Đây mở một ví dụ đơn giản ở đây đi nha. Rồi tí nữa nói sao, thì các bạn phải thêm cái thư viện đây. Rồi còn setup dưới lớp thì như ở bên Auno mình thôi ha. Thì cái chương trình này là chương trình chính. Rồi cái này thì không để ý, mình cũng biết nó là gì. Rồi đây là cái thư viện, các bạn thêm cái thư viện trong đây thì ở cái phần sau, những video sau mình sẽ nói hướng dẫn thêm thư viện cho các bạn đó mà. Rồi những cái này thì các bạn chưa không cần đụng tới đâu. Mình quan trọng cái file là ini này. Cái này cái home thì bạn bỏ đi, tắt đi cũng được. Rồi đi đi, thì đây chính là cái phần mà các bạn setup, cái phần mà giao tiếp kết nối giữa cái máy tính và cái bo của mình. À đây nè, các bạn thấy nè, platform là Admega, rồi bo mình là bo Uno. Ví dụ các bạn chọn bo Mega là ở đây hiển thị chữ Mega nè, framework là Uno nè. Rồi bây giờ ở bên cái phần main này nè, mình sẽ viết một cái chương trình đơn giản, viết một cái chương trình đơn giản ha. Một cái con led, led cắm vô chân số 7. Rồi con led là pin mod, led là gì, output đấy,
nó có nhắc lệnh cho các bạn này quá ha. Các bạn gõ tới đâu là nhắc lệnh tới đó, thì cái này nó rất là hay. Ví dụ đi thổ đây, đi store right left 2 chẳng hạn, ví dụ vậy. Rồi delay giúp mình có rất là nhanh đó bạn, delay. Rồi tương tự như vậy, đấy tương tự như vậy là low, mình gõ cái là có nhắc lệnh này các bạn không, thấy mình chọn không gõ cái nó giúp mình có rất là nhanh. Rồi ví dụ như vậy đi, thì bây giờ mình sẽ rồi mình mới lấy một cái Arduino với một cái con led, led nó vô chân số 7 như thế này. À các bạn thấy khi mà mình code này, mình nhấn, mình đè nút Ctrl xong mình lăn chuột cái nó zoom code được này các bạn thấy không? Thì cái này á là các bạn vô phần setup, vô cái bánh răng này, vô setting nè. Các bạn gõ là mau. Con chuột á, mau well zoom. Đây mau well zoom này nó ra luôn nè, các bạn tích vô đây là các bạn sẽ zoom được. Các bạn đè Ctrl xong các bạn lăn chuột là zoom được à. Đấy. Rồi, bây giờ đây là một code, một cái code cơ bản ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần ini này. Thì đây chính là cái file ini nè, đây chính là cái file để các bạn kết nối. Thì các bạn muốn mà kết nối được á, thì ví dụ như đây là chọn bo với gì, thì ở bên Arduino IDE là chúng ta vô công cụ nè, các bạn chọn bo nè, bo mình bo Uno, rồi cổng kết nối là cơm máy đấy, ví dụ vậy. Rồi serial serial thì là chọn serial là bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu, thì bên đây cũng vậy, nhưng mà các bạn phải gõ vào thôi, nó đơn giản mà. Upload rồi ở đây là cái gì, upload bo, upload bọt chứ. Đây upload bọt của mình là cơm, cơm 8. Đấy. Ở đây là một cơm nha. Ví dụ như là bây giờ các bạn muốn á, là sử dụng cơm 8 hoặc cơm 6 luôn, các bạn gõ cái dấu ngoặc 6 8. Tức nghĩa là trên cái máy của bạn, các bạn cắm cái USB vào chân cái cổng USB số 8 hay số 6 gì cũng được. À, tức là cái này là 6 hoặc là 8 là nó sẽ tự dò cho các bạn. À, còn mà các bạn muốn là chắc cố định là cơm 8, tức là cái cắm USB hoặc cái cơm số 8. Ví dụ hiện tại như của mình đang là mình cắm vô đâu rồi, đây. Ủa chưa cắm. Rồi bây giờ mình cắm vô thử nè. Đây nè, của mình là cơm 8 nè các bạn không? Hiện tại là đang là cơm 8 nè. Đấy. Thì cơm 8, còn không thì các bạn muốn là hai cơm, cơm 6 hoặc cơm 8, các bạn gõ vô ngoặc mặt thôi. Rồi tiếp theo đó là cái tốc độ monitor. Monitor là 9600. Rồi, thì đây chính là chọn cái cổng cơm, rồi bo, rồi tốc độ của monitor. Đấy, thì giờ mình sẽ nạp thử nha. Mình nạp thử nè. Bấm vô ở dưới đây, các cái mục dưới đây các bạn thấy không? Cái thanh tab dưới đây nè. Chuông nè, Rapper Mayo C cộng cộng. Rồi, ở dưới đây á, các bạn chỉ chú ý cái phần này. Đây là cái cổng để hiển thị serial cho các bạn xem. Rồi, đây là build nè, các bạn nhắm vô để các bạn build xem là nó có đúng hay sai á. Ở bên Arduino IDE là cái này nè, là cái nút build nè. Còn cái nút này nút nạp, thì ở bên Visual nút này chính là cái nút build. Còn cái nút này chính là cái nút nạp, upload nè. À, còn cái này á, là mở serial lên. Cái chui này nè, nó chính là giống như cái này nè các bạn, serial monitor á. Rồi, các bạn thấy nó build nè. Đây, không có lỗi gì hết nè, là nó sẽ hiện ra cái chữ success này, là tức là không có lỗi gì hết. Rồi bây giờ mình nạp vô thử nha. Đây mình đã cài đặt rồi nè, nạp vô thử, bấm upload. Rồi ấy các bạn thấy nó nạp nè. Đấy. Đây cơm 8. Rồi success nè, các bạn thấy đèn nó sáng nè các bạn không? Là nạp ok rồi. Bây giờ cho các bạn xem thử nha. Đây là cơm 8 nè. Cơm 8. Cái phần protocol là Arduino nè. Còn đây á, là nó từ cái code nó sẽ build xem là sử dụng bao nhiêu RAM, bao nhiêu RAM. Thì cái code này đơn giản mà đâu có dùng có nhiêu đâu. Đó. Mấy thông tin cơ bản. Rồi. Bây giờ mình sẽ mình sẽ mở cổng serial 9600. Rồi. À nhầm. Serial 9600 ha. Rồi bây giờ mình sẽ in cái gì ra đây. Serial chấm, à đúng rồi, win l
dụ mình in là hello đi. Đấy, ví dụ vậy thì nó sẽ in liên tục, và đồng thời nó sẽ rồi bây giờ nạp nha. Đồng thời sáng led luôn á, bây giờ nạp thử. Rồi nạp code lại. Rồi đây nạp code nè, bây giờ các bạn muốn mở cổng serial để các bạn xem này á thì bạn bấm vô này. Các bạn thấy code nó nạp rồi, đèn sáng rồi nè, các bạn bấm vô serial monitor nè, nó sẽ hiển thị ra đây upload build nè, monitor nè. Nè các bạn thấy không? Nó hiển thị chữ hello nè. Thấy. Vậy thì đấy là mở cái monitor giống như là cái bên đây nè. Giống như serial monitor ở bên Auno IDE thôi. À nó hiển thị ra nè các bạn thấy không? Rồi, ví dụ như những cái này thì cái nó hiển thị cái tiến trình cho mình, các cái tác tiến trình đó mà. Bây giờ các bạn xóa hết. Rồi, đấy bạn build lại hoặc là upload lại thì cũng vậy thôi. Ví dụ giờ mình mở cái serial monitor thôi thì nó chỉ hiển thị cái serial monitor đây cơm 8 nè, 9600 nè. Đấy. Ví dụ như ở đây là các bạn để là 115.200 đi thì đảm bảo là các bạn nạp cũng được, tại vì ở bên đây mình đang setup là 9600. Nạp thử nha. Ở bên cái này nè, nếu như các bạn để không để cái dòng này nè, các bạn không để cái dòng này là mặc định của nó là các bạn thấy nạp không được nè các bạn không, đèn đâu có sáng đâu. Nè nó hiển thị nè. Tại vì kết nối này nó không đúng, kết nối không đúng. Thì bây giờ tức là nạp được nhưng mà không kết nối được. Này nạp được nhưng mà không kết nối được, đèn vẫn sáng nè. Thì bây giờ mình sẽ phải, nếu như mà ở bên INI này các bạn không để cái dòng này thì mặc định nó là 9600 nha, không cần biết cái này các bạn sẽ đáp bao nhiêu. Nhưng mà ở bên đây các bạn để là không để cái dòng này thì mặc định nó là 9600. Bây giờ mình đổi lại 115.200. Ok, bây giờ tắt cái này. Rồi, mở serial lại. Nè, được cái nó được này phải không? Không cần làm code, tại vì cái này là chỉ là các bạn cấu hình cho cái máy tính nó biết nó là giao tiếp với cái tốc độ là 115.200 thôi. Tại vì cái code mình đã nạp rồi. Code ở trong Arduino là 115.200. À. Để cấu hình giao tiếp mà. À, rồi một cái lưu ý nữa là cái file mà các bạn nạp xuống á, khi mà các bạn bấm upload xuống, nạp xuống cái board Arduino á các bạn, thì nó chỉ nạp một file ở trong cái folder SCR này. Đây trong folder SCR. Các bạn vô folder này. Trong cái folder mà mình tạo ra test 1 này các bạn. Test 1 nè, thì đây chính là cái file này, file.ccp. Thì cái file này chính là cái file code C cộng cộng mà Arduino, thì Arduino IDE á là nó tạo ra một cái file .ino. Còn ở đây á là mình dùng cái là C cộng cộng. Thì Arduino IDE hay là Visual gì nó cũng dùng C cộng cộng cả, nhưng mà cái file mà Arduino IDE tạo ra là file .ino, còn cái này là mình dùng trực tiếp cái file C cộng cộng luôn. À, thì khi mà các bạn nạp á, upload á, thì nó chỉ ở trong cái file SCG này chỉ duy nhất một cái file C cộng cộng thôi các bạn, để nha, 2-3 file đây là nạp không được nha. Tức là khi mà các bạn upload thì nó chỉ upload một file duy nhất là file C cộng cộng ở trong cái folder SCG này. À, các bạn chú ý nha, các bạn phải gõ chỗ này, tại vì có nhiều bạn là để một đống file trong đây. Rồi cái file test này nè, thường á là trong file test này không có gì hết, ban đầu bạn sổ ra không có gì hết, thì file test này thường là để các cái ví dụ hoặc là các cái test nhỏ nhỏ, để mình để các cái ví dụ, những cái code ví dụ, những code test nhỏ nhỏ ở trong cái file test này. Còn cái SCG này nó là cái chương trình chính mà mình sẽ nạp, và nó chỉ cho phép một cái chương trình ở trong cái folder SCG này thôi. À các bạn hiểu ý không? Các bạn để nhiều folder nó sẽ nạp lỗi sai. Rồi cái vấn đề mà thêm thư viện á các bạn, vấn đề mà thêm thư viện á thì mình sẽ làm những cái video, tại vì thêm thư viện nó có hai vấn đề. Một là các bạn thêm thư viện ở bên trong, ở trong Laffer Bio này nó có cho cái mục cho các bạn là search cái thư viện rồi thêm thư viện vào luôn. À, cái hai là các bạn thêm thư viện ngoài, tại ở trên Flash.io này nó không đủ đâu các bạn, thư viện nó ít dữ lắm, ít hơn Arduino IDE nó, thành ra mình tìm không những cái thư viện gọi là những cái thư viện mà thường sử dụng, nhiều khi tìm không thấy nữa, mình phải thêm bên ngoài đó. Thì mình sẽ làm những video riêng, còn video này thì tới đây là các bạn là gọi là cơ bản là biết sử dụng rồi đó. Thì sử dụng Visual Studio thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ code rồi này nó nhanh hơn rất là nhiều so với Arduino IDE. Rồi thì video đến đây hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share và subscribe kênh nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.